Chào mừng các bạn đã đến với Happy Week English. Hôm nay chúng ta sẽ cùng điểm qua top 10 bộ phim giúp các bạn học tiếng Anh hiệu quả hơn nha. Đầu tiên đó chính là bộ phim The Universe. Với những cảnh quan hoành tráng, hệ thống kiến thức ấn tượng, story phim The Universe sẽ giúp các bạn khám phá thế giới vũ trụ đẹp tuyệt vời. Bộ này đến từ History Channel với 5 season, hiện tại đang có 14 tập và giúp các bạn biết đến thế giới ngoài kia nhiều hơn. Tiếp đến đó chính là bộ phim How I Met Your Mother. Đây là hành trình chinh phục tình yêu của Ted Mosby dễ mến, bắt đầu từ 19 tháng 9 năm 2005 và trải qua 208 tập phim. Cùng cậu bạn Bradley, bộ đôi đem đến nhiều tiếng cười cùng sự ngậm ngùi trong cuộc sống của hai anh chàng này. Bộ phim thứ ba có thể kể đến đó chính là Friends. Đây là chương trình hài kịch truyền hình được chiếu xuyên suốt 10 năm từ năm 1994 đến năm 2004, chuyên kể về cuộc sống và tình yêu của nhóm 6 người bạn từ 20 đến tuổi 30 với những tình huống xoay quanh cuộc sống hài hước, những câu chuyện đời thường mộc mạc, thú vị, đồng thời gửi gắm nhiều thông điệp đầy ý nghĩa. Một vài câu nói đặc biệt trong bộ phim, ví dụ như là "That's what really great, but to tell you the truth, I'm more excited about where we are right now." Điều đó thực sự hay ho đấy, nhưng thực sự anh thấy hài lòng về vị trí của chúng ta ở hiện tại hơn. Hoặc là "Wasn't it a lot more exciting when we were over each other all the time?" Chẳng phải mọi thứ hay ho hơn khi lúc nào chúng ta cũng ở cùng nhau. Kế đến đó chính là bộ Harry Potter đình đám đã được chuyển thể thành phim và trở thành những thứ phim ảo diệu cho các bạn yêu thích sự huyền bí này. Tiếp đến đó chính là bộ phim The King's Speech. Mọi người có một giọng nói, cách nói khác nhau và từ đó cũng thể hiện được phần nào con người của họ. Bộ phim kể về vị vua trọc xấu. Bertie, vị vua này không phải là một người hoàn hảo mà có tật nói lắp từ nhỏ. Và câu chuyện trong phim thể hiện hành trình vượt qua tật nói lắp để hoàn thành bài diễn hùng hồn, ấn tượng, cũng như trở thành một vị vua giỏi hơn. Tiếp đến đó là bộ phim hoạt hình về gia đình Family Guy. Một gia đình có 5 người bao gồm bố mẹ, anh trai, em gái và một chú chó, đem tới tình huống đời thường, trải qua nhiều sự kiện trong cuộc sống. Cả gia đình này chắc chắn sẽ đem lại tiếng cười thú vị. Chương trình được sản xuất từ năm 1999 và đã có 322 tập. Kế đến đó chính là bộ When Harry Met Sally. Khung cảnh trữ tình, không gian cảm xúc nhẹ nhàng, lắng động, thích hợp với những bạn thích sự lãng mạn, trải nghiệm. Câu chuyện trong phim xoay quanh cuộc sống của hai người là Harry và Sally thông qua những cuộc gặp gỡ ở những thời điểm khác nhau của họ, chia sẻ về cuộc sống, tình cảm, kéo hai người lại gần nhau hơn. Kế đến đó chính là bộ phim hoạt hình Finding Nemo. Bộ phim này có hai tập là Finding Nemo và Finding Dory. Hành trình tìm kiếm con của bố Nemo và tìm kiếm gia đình của Dory mang lại những trải nghiệm thú vị về cuộc sống biển cả, tình cảm gia đình. Đây cũng là một bộ phim mang ý nghĩa lớn về môi trường, environment, khi thể hiện những vấn đề của môi trường biển. "While I get you there, do you want to know what you're got to do? Just keep swimming, just keep swimming." Khi cuộc sống không được như ý muốn, bạn có biết là bạn phải làm gì không? Đơn giản là hãy cứ tiếp tục bơi đi. Đây là một câu nói khá đặc biệt trong bộ phim Finding Nemo. Tiếp đến đó là bộ phim Sherlock, một bộ phim trinh thám kinh điển về hành trình phá án của bộ đội thám tử sĩ quan dạ ngũ, được thực hiện và ra mắt theo nhiều series trên màn ảnh. Và cuối cùng đó chính là bộ phim Doctor Who, một câu chuyện diễn ra xoay quanh một nhân vật có khả năng du hành thời gian, khám phá những vùng đất mới cực kỳ thú vị. Đây là một bộ phim được yêu thích nhất trong nhiều năm tại Vương quốc Anh. Một vài câu nói đặc biệt trong bộ phim này, ví dụ như là "I don't care that you got old, I care that we didn't grow old together." Anh không quan tâm rằng em già đi, anh chỉ quan tâm rằng chúng ta không già đi cùng nhau. "Have only got one life, Rosie, Rose Tyler, I could spend it with you." Tôi chỉ có một cuộc đời, Rose Tyler, tôi có thể trải qua nó cùng em không? Video của mình đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo nhé. Xin chào.